Chiều ngày 20 tháng 5, vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên đăng ký mức cử đẩy cuối cùng là 116kg nhưng không thành công do ảnh hưởng của chấn thương. Như vậy, nữ đô cử sinh năm 1996 đã không thể phá kỷ lục SEA Games ở mức 115kg, cũng là kỷ lục do cô xác lập ở SEA Games 2019 tại Philippines. Tuy nhiên, Hoàng Thị Duyên vẫn giành huy chương vàng và phá kỷ lục của SEA Games cũng như của chính mình ở mức cử giật 96kg, hơn 1kg so với mức cũ. Như vậy, tổng cử của cô trong ngày thi đấu 20 tháng 5 là 204kg. Nhà đương kim vô địch của Đại hội Thể thao Đông Nam Á khởi đầu ngày thi đấu với mức tạ đăng ký là 93kg. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến các đối thủ không hoàn thành tốt phần thi của mình, đô cử sinh năm 1996 đã hạ xuống mức tạ 90kg ở lần cử đầu và dễ dàng thực hiện thành công. Hoàng Thị Duyên sau đó tiếp tục giật được mức tạ 93kg. Ở lần cử thứ 3, đô cử của đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành bài thi với mức tạ 96kg và phá kỷ lục SEA Games. Ở nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ đầu tiên là 108kg và thực hiện thành công. Đô cử của đoàn thể thao Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cử tạ nội dung 59kg của nữ sau khi đối thủ bám đuổi là vận động viên Pim Siri Sirikao của Thái Lan không thành công ở lần cử thứ 2 với mức tạ 108kg. Như vậy, cử tạ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 2 huy chương vàng tại SEA Games 31.